Chào các bạn tin nhanh 24/7. Sau hàng MT09 Raider 2016 vừa ra mắt với giá 334 triệu đồng của Yamaha. 2016 Yamaha MT09 Raider vừa mới ra mắt thị trường Malaysia với giá niêm yết tương đương 334 triệu đồng Việt Nam. Đây là mẫu xe có mục tiêu kép với phong cách thiết kế thể thao và đường trường đã được nhận sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ nhiều nơi trong suốt thời gian qua. MT09 Raider là sự bổ sung hơn phiên bản Yamaha MT09 tiêu chuẩn, được trang bị động cơ DOHC 3 xi-lanh dung tích 849cc 12 van làm mát bằng chất lỏng, đi kèm đó là hộp số 6 cấp. Bộ phận trên MT09 Raider có công suất đầu ra 113 mã lực tại vòng tua 10.000 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại 93 Nm tại 8.500 vòng 1 phút. MT09 Raider không chỉ là mẫu xe chạy đường trường mà còn là mẫu xe chạy hàng ngày mơ ước của nhiều người. Trọng lượng khô của xe xấp xỉ 190 kg, bình xăng 18 lít, đem lại khả năng vận hành trên quãng đường khá đáng nể. Trong thực tế, MT09 Raider có nhiều phiên bản khác nhau. Tuy nhiên tại thị trường này, hãng xe Nhật chỉ khoác lên cho MT09 Raider màu xanh đua. Dự kiến mẫu mô tô này sẽ xuất hiện trên kệ ở các đại lý phân phối Yamaha thị trường này vào giữa tháng 7 2016. Giá bán tương đương 334 triệu đồng Việt Nam đã bao gồm phí vận chuyển, bảo hiểm cho xe. Yamaha MT09 Racer dự kiến sẽ là kỳ phùng địch thủ của MV Agusta Celeste, Chium XRS, BMW Motorrad F800 GS. Điểm lợi thế thấy rõ hơn hết là Yamaha MT09 Racer tuy mạnh mẽ nhưng giá bán hơn hẳn những đối thủ. Bộ ống xả 3 trong 1, có âm thanh cực tức, xi lanh bằng LED, thiết kế nhỏ gọn và đẹp mắt. Kính chắn gió có giá đựng đồ ở phía sau giúp MT09 Raider thật sự là một xe đường trường lý tưởng. Cảm ơn quý vị theo dõi clip này. Hẹn lại với Lê Kích Tiếp. Nhớ like hoặc share nhé. Subscribe.